Em mình xin mến chào các bạn. Bây giờ em mình sẽ vẽ một cái hoa màu hồng cho cô khách này nha các bạn. Cái móng này cũng rất là ngắn, em mình vẽ cái qua ngay giữa nha. Vẽ một cái một rồi bắt cái móng tay luôn đó. Bây giờ em mình vẽ từng cánh trước nè. Mình dùng luôn cái màu hồng mà mình vẽ thiếp đó các bạn. Cái hoa 5 cánh nha. Rồi bây giờ em mình cho hơi nha các bạn. Bạn thấy đại khái cái hoa này vậy, mình chưa có thấy rõ nét được đâu. Bây giờ em mình cho hơi trước đi. Rồi bên đây cũng vậy. Thì cái màu hồng này nó rất là lợt luôn. Rồi mình là vẽ những cánh hoa nó dính lại nhau nè. Mình cứ vẽ từng cánh mình nói lại nha các bạn. Đó, bốn cánh này mình nhét lên cánh đây nè. Mình không cần phải vẽ đều, cánh to cánh nhỏ cũng không sao hết. Bông mà. Rồi. Bây giờ mình cho hơn qua đây. Bây giờ mình vẽ bằng màu treo đó, mình tiêu cực cho hơi cho nó khô ra. Rồi bây giờ em mình đi cái phần màu đen nè, bắt buộc mình phải có màu đen nha. Em mình dùng cái màu đen này, cái cọ cọ vẽ lai này, nước sơn thường nha các bạn. Em mình không dùng cái nước sơn keo mà mình dùng cái nước sơn thường. Em mình đi cái lai nha. Bạn biết sao em đi nước sơn thường không? Tại vì đi nước sơn keo cái lai mình vẽ vậy nè, không có khô liền. Cái lai này đụng lai kia là cái nước sơn nó sẽ mít vào nhau liền. Còn khi mà nước sơn thường á, cái nước sơn nó đụng nhau chứ nó không có, nước sơn nó không có lam vào nhau, tại vì nó đã khô rồi. Tùy theo bông mà có khi em đi lai nước sơn thường, có khi em đi lai nước sơn keo là nó như vậy đó các bạn. Các bạn thấy nếu mà mình đi nước sơn thường á, là cái lúc mà mình chặt lai này nè, nó đụng như vậy là nó ram cái nước sơn vô, mình không thấy cái lai nó sắc được. Bạn quẹt đầu cỏ cho sạch nước sơn nha. Rồi đó các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đi dài cái đường tua của cái nhị quang ở đây. Đó, mình đi cái gì qua đây. Rồi bây giờ em mình sẽ đập nha, tại vì nước sơn thường á, nó hay có tình trạng nó ra cái hơi gió nó mau đập lắm, mà đập là cái đường nét nó sẽ rất là dày. Thế này mình không muốn em mình chụp cực đập cái mình xài tiếp. Rồi bây giờ em mình đi những cái đường bên ngoài nè. Mình đi hết những cái khoảng trống này rồi nha các bạn. Đó, tại vì em mình muốn vẽ bít cái bông không. Rồi cái bước kế tiếp mình sẽ cho vô đây một cái nhị thôi nè. Đó, cái nhị màu hồng, cái nhị kim tuyến nha. Đó là xong một cái hoa, các bạn thấy rất là đơn giản luôn. Rồi mình sẽ cho vài cái chấm màu hồng lên nha. Mày bỏ kim tuyến ngay giữa xong nha. Giờ mày dùng cái treo đặc màu đen ha, mình chấm vài cái chấm nhỏ nhỏ đây nè. Các bạn điều tiết nha, chấm càng nhỏ càng đẹp nha các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy cái bộ móng này nó đã ngắn quá rồi. Bây giờ cái phần bên đây, cái phần thiếp nè. Đó, ai mày đi chấm nha, mày chấm lại cho bên đây cho nó to anh tí. Em mày tính đi từ to tới nhỏ, nhưng mà mình thấy chấm đều hơn nó sẽ đẹp hơn. Yes. Like it? Yes. Đó, các bạn thấy là đơn giản lại mày được một cái mẫu cho cô khách này đây.
bạn thấy cái bông đó. Khi mà như vậy thì mình đã chưa có ra mường tượng được cái bông. See, you can see the flower. Khi mà mình có cái lai màu đen lên rồi. Tại tùy theo màu mình giả các bạn. Nếu mà cái màu đẹp thì mình không cần đi cái lai màu đen nữa. Nhưng mà với cái màu hồng này là quá, em bắt buộc phải thêm cái lai màu đen outline bên ngoài cái bông mới mà nổi bật lên được. Rồi. Các bạn thấy khi em chia sẻ với các bạn là toàn là những mẫu căn bản ở trong tiệm không à. Đó, mà toàn là những cái bộ nail của Amy là toàn là khách ngắn không các bạn thấy. Cái này cô khách này là ngắn như vậy mà còn muốn cắt nữa đó các bạn. Rồi mình xong một cái bàn tay rồi. Nó very simple flower luôn. Rồi. Very pretty. Thank you. Cô khách này con nó có thích cái hoa này rồi. Bây giờ mình cho hoa bên đây nha. Rồi qua lại bên đây. Đó. Nhiều khi các bạn thấy tại sao mình phải đi cái đường đen mà màu nước sơn thường, ai cũng vậy. Nước sơn keo mà mình đi từng nét mình hơi nữa thì nó hơi mất thời gian. Ai mày đi nước sơn thường như vậy để cho nó khô liền. Rồi mình phải giúp cái cỏ cho nó sát nha các bạn. Mình có để cái nước sơn trên cái đầu cỏ nhiều, cái nước sơn đầu cỏ nhiều là bắt buộc cái lai nó sẽ rất là to. Cỏ này của em mày cũng hơi to nữa nè, các em yêu rảnh em mày tiễn cây cỏ cái đầu cỏ cho nó nhỏ tí xíu, cái đầu cỏ mà nó càng mịn thì mình vẽ cái lai nó càng đẹp. Đầu cỏ mịn mà nước sơn là phải lỏng đó nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vẽ những cái đường ít thôi các bạn, mình đừng có nhiều quá tại vì mình đã đi cái đường màu đen rồi, mà mình gạch những cái đường này nhiều quá thì nó cũng sẽ đậm lắm. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ những cái line nha. Mình đã thấy nước sơn nó dính rồi đó. Mình kéo cái lai lên, mình chùi sao không có sao các bạn, tại vì nước sơn thường nè. Rồi. Bây giờ mình bỏ một tí kem tuyến luôn. Tại màu thường là khô rồi mình bỏ kem tuyến ngay đây luôn. Đó. Bạn có thể gắn một cái viên diamond ngay đó cũng được, tùy mình thôi. Rồi bây giờ mình chấm vàng cái chấm đen nha. Rồi bên đây mình có thể chấm vài chấm ngay đây. Rồi bên đây cũng vậy, tùy mình thôi. Rồi bạn thấy dính một miếng đen nên lát hay mì chùi ra. Rồi bây giờ mì chấm nè, chấm cái theo cái fan tiếp nè. Đó. Cái này mì chấm bằng keo đặc nha các bạn. Cái mì không có chấm bằng màu treo mà chấm bằng cái keo đặc. Mày cũng bắt từ ngay giữa, các bạn muốn bắt ngay giữa trước hai bên hông trước thì cũng được, không có sao. Cái này thì tùy mình làm sao cho thuận tay là được các bạn. Rồi bây giờ mình cho hơi qua tay bên đây nha. Đó. Tay bên đây đã khô rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình có được cái bàn tay của khách này nè. Đó. Hai cái bông, cái màu keo luôn. Em này dùng thường khi em này dùng cái nước sơn keo để vẽ luôn nha các bạn. Bạn cho cái hai cái màu nó mát với nhau, nó hợp với nhau. Rồi bây giờ cái bước sau cùng là mình sẽ bỏ nước bóng lên nha. Em mày cũng có rất nhiều các bạn mà follow em mày có nhắn tin cho em mày đó, là các bạn thấy những cái mẫu sample của em mày các bạn học rất là dễ. Sẵn đây em mày cũng xin cảm ơn tất cả các bạn nha, luôn follow và ủng hộ cho cái kênh của em mày.
Các bạn yêu mến em thì các bạn đừng tiếc cho em xin một cái like, một cái share và một cái đăng ký kênh ủng hộ em nha các bạn. Rồi, em xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.